trong tâm hồn một nghệ sĩ tài hoa, giỏi chụp ảnh, rửa phim, sáng chế ra nhiều nhạc cụ, có dũng khí của chiến sĩ anh hùng, kiên cường gan dạ, dùng tiếng hát tiếng đàn vượt bão đàn. Mảnh bơm của giặc làm giành trong bát rùm kích rùm, gió đạn pháo làm vui, gõ trách trách hờn hờn, ông dùng tiếng hát lấy giọng dù làm mặt trống, đung đung đuổi ngoài bàn hai khúc màu, đặt bản đồ Việt Nam trên non sắt quân thù, truyền búa chùm chòe kết đoàn quân dân dư một bộ trống quý và lạ được làm ra từ vật liệu vũ khí và quân trang của quân đội Mỹ, bằng sự sáng tạo từ bàn tay tinh tế cùng khối óc thông minh của một nghệ sĩ dũng sĩ đa tài. Một không hai trên tổ quốc này, một chú bé đánh dài cha mất sớm, gia nhập vào các đoàn hát Kim Khánh Phước Cương, được các bậc tiền bối nghệ sĩ cải lương nuôi dạy in rải truyền đến ca hát hiếu tình. Từ nhà bè thì nghe chớ lớn sướng ba son, đến bà điểm hóc môn sang bến tàu qua chăng tàu kinh sang xa đó, trong càng sơn trắng đánh đồn tầm du phá khu trù mặt dính treo bà đầm hát lát ông hào, lao lắc sông sáo dưới mưa bom bão đàn, tham gia đánh điếu khu quan phong chi khu Trà Long, ghi lại hình ảnh chiến công của đồng đội anh hùng, làm dấu mộc giả in làm căn cước giả, giúp cán bộ hoạt động thành qua mắt giặc kiểm tra, hành nghề đóng đàn ông bà thâm nhập sớm bô na, mượn tiếng đàn violon dựng xây cơ sở, tự tạo vũ khí giết 11 tên Mỹ ngụy, đạt danh hiệu dũng sĩ Việt Mỹ năm 1970. Năm 1972, trong một trận chống càn, tại khu căn cứ tỉnh ủy ở Bà Bái,
ông được đồng chí trung đoàn phó tham mưu trưởng tặng thưởng khẩu súng K-54 ngay tại mặt trận. Sáng sớm ngày 1 tháng 5 năm 1975, cùng một cánh quân ông có mặt tại Bến Ninh Kiều. Có được độc lập tự do phải đánh đổi bao điều, gửi những đứa con yêu cho đồng bào nuôi dưỡng. Ông và bà lặng thầm vào tử ra sinh, bao trận soi đòn cám dỗ giặc tung ra, bà vẫn kiên trung bền lòng chắc da. Ông tâm niệm làm dũng sĩ là bảo vệ nhân dân, làm nghệ sĩ là để phục vụ đồng bào. Người xưa đã xa mây ngàn, nơi suối vàng an lòng mãn nguyện. Đàn con nay đã trưởng thành, theo đường ông bà đã chọn. Mong ông bà cực lạc giáng sanh, gương sáng ông bà sử sách lưu danh. Người nghệ sĩ dũng sĩ đa tài có một không hai, gắn bó với đoàn văn công cần thơ, đa năng nhân hậu gương mẫu tiên phong trên mọi trận tuyến. Thời chiến hay thời bình đều nhiệt quyết trung kiên, vượt muôn ngàn đắng cay đơm qua thơm quả ngọt, hung hình không mà mình sâu nặng nghĩa tình. Đồng đội đồng bào mãi ngưỡng mộ tôn vinh, được giải thưởng nhà nước khi tròn 100 tuổi. Người nghệ sĩ dũng sĩ Trần Giá, một trái tim hồng đỏ rực niềm tin.